Em bảo này, lưu số em đi. Lưu làm gì? Tết này có lì xì thì gọi cho em. Nếu như em gặp ai, lòng hai ta đã trưởng thành, biết yêu thương mộng mạnh và biết trân trọng người ở cạnh. Có khi em và anh đã không vì những lỗi lầm nhỏ xa lạ, trái tim anh giờ đang nhớ chàng, nụ cười em lúc
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây anh trở về thăm em. Bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Em ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương. Lòng nhớ tới em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn. Em ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh. Sương phủ đầy vai anh, cánh tàn trắng mơ anh. Bảnh không gái bạn ơi, biển này đông cá là bảnh mơ.